Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai tàn để đẹp nha quý vị. Giá thì vài trăm quý vị ơi. Giá là cực kỳ mỏng cho quý vị mình dễ chơi ha. Rồi em chào anh. Rồi em Minh, mến chào chú anh chị, chào anh Tấn. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu của chú một cái lô mai tàn đó chú anh chị. Lô mai tàn thì những tàn bên em thì đã cắt tỉa cho mình hết rồi ha. Vậy chỉ có gì mình chăm, mình chơi ăn Tết mình chơi qua của chú anh chị mình ơi. Bây giờ hôm nay thì em có mấy cây tàn hoành hơi lớn chút ha, giá cũng hơi cao chút xíu. Đó, mà giá cũng rất là yêu thương của chú anh chị chứ không có cao là cao dữ nha. Rồi để tiến hành vào cái số 1, cô chú mời cô chú anh chị vào clip xem ha. Tham khảo ưng ý hợp nhãn thì alo cho em cô chú anh chị. Rồi mã số 1 của em đây, chiều cao em này tầm chừng 1m chắc 1m2 ha cô chú anh chị mình đây. Trời tầm khoảng đó quý vị. 1m2 ha. Đó cái này hoành tới 21 hoành của chú anh chị. Đó co lắc đẹp ha, hai cành xương cành đẹp luôn. Giá 450.000đ. Tất cả những cây bên em thì em đều bao sống bao xếp của chương trình mọi miền Tổ quốc ha. Cái dòng mai bên em là do giảo hạt thủ đức của chương trình, mặt bông rất là đẹp. 450.000đ. 450.000đ. Lắc để tại cành đẹp ha. Bao sống và bao xếp cho quý vị mình toàn quốc luôn ha. Quý vị mà có nhà ý chốt số lượng nhiều có cái giá sỉ yêu thương hơn nha quý vị. Đây mình xuống cây ha. Rồi. Mai lớn của em thì có một vài cây thôi, không có nhiều của chương trình mình đây. Đây. Tiếp tục một em co quái. Số 2, chiều cao đó là 1m2 của chú chị. Đó, hoành em nó là 23 hoành ha. Đó, cái cành quá đẹp. Giá 400. Đặt từ trên xuống dưới luôn nè. Nó cò quái của chú anh chị mình ơi. Đế thì quá cỡ đế. Quá cỡ đế luôn ha. 23 hoành, giá 400. Rồi, 400 rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 3 của chú chị. Mã số 3 của em thì chiều cao là tầm 1m1. Cái hoành em nó 17. Giá 350.000 của chú anh chị. Cái này co đẹp lắm của chú anh chị mình ơi. Xương cành đẹp ha, tay cành đẹp mà co nó cũng đẹp, đế cũng đẹp luôn. Giá 350.000. Đó, chú nhìn thấy dàn co nó đẹp không? Co đế nè, giá 350.000 quý vị. 350. Rồi, em xuống cây luôn. Cây, lên cây mới. Tiếp tục. Lên mã số 4. Cái này chiều cao nó là 1m2 của chú anh chị. Đó, này con này còn dễ thương quá. Tay cành đặc luôn ha. Ok luôn. Đó. Đế quá cả đế luôn. Mà cái con nó rất là dễ thương của chú anh chị. Đó, con đẹp không? Nó ngắn ha. Cái này hoành 17 của chú anh chị, giá 350 luôn nha chú anh chị. Rồi, giá 350. Mã số 4. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, đây em tiếp tục lên con heo bự tổ luôn nè. Chà bá luôn. Cái này là chiều cao nó là 1m2 đi chú anh chị mình ơi. Mã số 5 ha. Mã số 5, hoành 22, giá 450 của chú anh chị. 22 hoành, hai cành đều luôn nè. Co đẹp luôn của chú anh chị mình ơi. Co nó giống như con heo nào đang nằm vậy. Đây. Quá cả co. Để đẹp luôn ha, để lực luôn ha. Nó hổng vừa rồi của chú anh chị mình có kiếm mấy cái dòng hai mấy hoành ha, thì hôm nay em có nha. 450 ha. 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em hôm nay có một cái trực thẳng băng nha chú anh chị. Trực thẳng ha. Đó, cái này chiều cao tầm 1m2 của chú anh chị, tay cành rã ngang, thoát thân em nó là 20. Đó, cái mã số 6. Cái này là 19 hoành, em giao lưu giá 320.000 của chú anh chị. Tay cành quá đẹp rồi ha. Có công đế là gì của chú anh chị mình cạo xuống ha. Em để ra, còn không cạo mình cắt luôn bỏ luôn cũng đẹp của chú anh chị. Dàn này có đế hết ha, cắm xuống hết ha. Giá 320 ha. 320. Rồi em xuống cây luôn. Ok. Rồi em tiếp tục lên mã số 7 của chú anh chị. Mã số 7 này chiều cao tầm 1m3. Đó, này co cũng quái nữa. Cái hoành em nó 17 hoành của chú anh chị mình đây. Giá 300. 17 hoành này của chú anh chị. Giá 300 ha. Đây. Rồi 300 của chị. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp tục một em mã số 8. Cái này thì chiều cao nó cũng tầm 1m2 đi cô chú anh chị. 1m2 có hơn á. Hoành 18 ha. Giá 350 luôn của chúng ta cho mình đây. Xương cành cũng đều ra ha. Xương cành đều đang rắc. Co đẹp luôn. Đế gom sổ. Đây, gom này. Quá cả đẹp ha. Kính luôn ha. Kính mít. Giá 350.000, 18 hoành. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Một em mã số 9. Hoành 19 của chú anh chị. Đó, cái này xương cành về của chú giờ mình về chặn cho nó xuống nó ngon ha. Cái co lắc đẹp, đế đẹp. Cái này chiều cao nó tầm 1m2 của chú anh chị.
19 hoành giá 370.000. Ờ coi cái đế quý vị. 370.000 của chú anh giùm mình ơi. Đây đặt quá ha. Quá đẹp luôn, 370. Rồi, em xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã số 10 của chú chị, 17 hoành. Cái này chiều cao nó tầm 1m3 chú anh chị mình ơi. Thay cành đặt kẹo luôn. Thay cành đặt kẹo luôn, mấy cái này nách rồi sưng ra rau. Hút về lên sầu hết. Đó, cái này thì 17 hoành, giá 350.000 của chú anh chị. Chỉ có 350.000 thôi. Mình alo em cái là có bỏ ra 350.000 là cây ship gì tới nhà của chú anh chị mình ơi. Để đẹp luôn ha. Tàn đẹp luôn. 350. Rồi, rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 11. 17 hoành, cây này chiều cao 1m1 của chú anh chị. Rồi. Cái hoành 17 ha, cũng giá 350 luôn. Cái này phơm lùng lực tay cành đều. Chuyên cành đây. Cò lắc cũng đẹp ha. Đế gom. Giá 350.000. Đại quý vị nghe, quá đẹp. Nghe cái cò với đế nó nè. Đẹp quá ha. Ok luôn, ok la. Rồi, em xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã số 12. Một em co lắc rất là đẹp luôn. Mười bảy hoành có anh chị, cao nó là 1m3 ha. Này mấy cái nách phù phù hết rồi. Mấy cái này lên xù hết đó. Nách tụi gì? Cái này về cũng mình nuôi lần lúc mà lên xù hết. Cây quá đỉnh luôn. Cái này đế khui xuống chút xíu nó là đẹp nha các anh chị. 17 hoành, giá 350.000, mã số 12. Quá đẹp nha các anh chị. Chốt con này về nuôi tương lai nha các anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 13. 20 hoành nha các anh chị. Đó, 20 hoành cây này chiều cao 1m3. Co lắc ok luôn. Giá 380.000. Đó, cái cành đặt bao ship tới ngõ luôn. 20 hoành. Rồi, để như vậy. 380.000. Rồi, 380 ha. Rồi, xuống cây luôn. Xe qua chỉ. Rồi, tiếp tục mã số 14. Cái này chiều cao 1m1 của nhà mình ơi. Cái này có bộ đế gom sổ ha, thân nó là thân nó gom sổ quá sổ này, cho nên cái co nhìn nó hơi xa. 20 hoành của anh chị, 20 hoành làm đôi gì đế này của anh chị bên đây. Ốc cổ ha. Cái giá 350.000. Mà số 14 hoành 20 sổ luôn ha. Để gom sổ đặt luôn á chú anh chị. Đều răng rắc luôn nha. Cái co này quý vị thấy cái thân nó còn nhỏ nên quý vị thấy nó dài chứ nữa nó bự lên cái mình thấy nó đẹp hơn. Bự lên là bộ đế sổ xuống là whip luôn á. Té ở ngoài thì nó có. Có nhiều là sao như vậy? Cái cò nó ngắn á. Nó nuôi bự lên. Bự cái này nuôi bự là hàng tương lai của chú anh chị mình. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số được không? Mã số 15. Mã số 15 này chiều cao nó tầm chừng nếu mà lấy đôi túc trên 1m3 của chú anh chị. Đó, hoành 16 ha, giá 320.000. Co lắc đẹp, xương cành đều. Xương cành chơi cái này là nó ra cái dàn chi là nó đẹp quýt, quýt lắm cô chú anh chị. Cây cực kỳ đẹp luôn ha. Kéo bạn quay lùi lại một chiếc. Ba tay cành dưới quý vị. Lực lực không ha. Để dưới cũng đẹp nữa nè. 320.000 cô chú anh chị, mã số 15. Rồi, xuống cây. Giờ bạn quay lại phía sau lưng anh chiếc. Rồi, ok không? Rồi, ok. Rồi, tiếp tục em có một cái con cu quá bự luôn. Đó, bậy. Cái con rể nè. Mã số 16. Mã số cái này chiều cao nó tầm 1m2 cho anh chị. Nó bậy quá. Đâu, em thiếu vô. 18 hoành. Cái con rể này của chú anh chị về không kéo mình cắt sắt ra cho nó ra chân cắm xuống cho anh chị. Không mình để cho nó quá chơi ha. Này nguyên cái bộ rễ cắm ha, lại những có cái cọng rễ bự chỗ ra ha, mình cắt bỏ cũng được ha. Cái đó cắt bỏ là đẹp cắt hơn. Cắt đau lắm à. Mã số 16 hoành 18 giá 350.000 của chú anh chị. Rồi, 350 ha. Cây đẹp quá chú anh chị. Rồi, xuống cây. Mã số 17, hoành 18, cái này chiều cao nó tầm 1m2. Cái này em giao lưu với cô chú thì mình giá 350.000. Rồi, xương cành ha, quý vị. Con bố vậy là cũng vừa chơi hang không thương. Mấy cái này cô chú thì mình về mình nuôi một lúc là nó lên sầu hết đó chú chị. Nách nè. Nó u u hả quý vị? U hết đó. U trên. Cái này lên là mốt là lên chắc chắn lên sầu.
À, chủ đề nghe vậy. Cái này có nhìn cũng độc chiêu của chú chị. Cái này mình chơi bonsai là whip luôn nha. Mình cắt bonsai ha. Cắt bonsai là deep whip luôn á. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 18. 17 của anh. Giá 340.000 của chú chị. Mấy cái này nó lên xù hết đó của chú anh mình ơi. Nó không có lên xù hết, nó giờ nó ướm hết đó. Lục cục chứ cây rồi hả? Không nè, lục cục nè. Không. Này không có lên xù hết. Nước nách hết rồi. Nhẹ hơn cây nãy. Nhẹ hơn nãy chút. Rõ hơn. Cây này là mã số 18 và 17 giá 340.000. Mẫu đế thì đẹp. Đế nào vậy? Kính hết trơn ha. Đế là giống như mình sắp cho mình đó. Xe đều trơn. Cái này về lên cái mô trồng sau này nó đẹp cực kỳ. Rồi 340. Rồi em tiếp tục lên mã số 19. Mã số 19 của em thì 17 hoành của chú chị. Chiều cao nó là 1m2 thì hơi ít, hơi yếu. X1 ha. 1m1 rồi. 17 hoành giá 340.000 của chú chị. 340.000 một cây mai đẹp luôn. Rồi để đây. Đấy đẹp ha, cái gom không gom. À? Cứng luôn ha. Đó, rồi em xuống cây. Cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 20, 19 hoành của chú chị giá 370.000, chiều cao 5m3. À, tay cành cũng đều rang như quý vị, đặt hết trơn vậy nè. Cái này cũng lên xù hết luôn ha. Ngắt xinh xinh đó. Để giữ á. Để cắm mà giữ luôn. Còn bự không đều luôn ha. Giá 370 quý vị. 370.000, 19 quanh. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 21. Cái tàn này của em đang lên một clip là 30 cây của chú anh chị. Ví dụ tàn của em cũng sắp hết rồi ha. Chú anh chị mình tranh thủ mình chưa có chốt được cây chơi Tết thì mình tranh thủ cho chú anh chị. Mã số 21, chiều cao đó là 1m2 yếu chút. À. Cái hoành 17 của chú chị giá 320.000. Rồi không ơi quý vị mình có hỏi là mai tàn như vậy rồi chơi Tết kịp không thì sẵn đó anh Minh mình giải thích luôn đi. Cái này á, cái cây này em đã con sẵn cho mình rồi. Về ra hai cây tược thôi chú chị, hai cây tược là loại tới Tết mình chơi là ok của chú chị mình đây. Là bông rất là nhiều luôn ha, chứ không phải bông ít nha chú chị. Rồi tại vì nhánh chét mình cũng đã cắt tỉa bớt hết rồi ha. Cắt tỉa hết rồi chỉ cần lấy cái cành lớn thôi. Mà nó đâm ra mà hai cây tược thôi. Là cái dàn búp nụ nó ra là bông vô địch luôn á. Rồi vẫn chơi Tết bình thường nhưng quý vị chơi Tết là ok hết rồi chứ. Nó ra hai cơ rồi quý vị chặn đọt rồi thúc phân vô kích nụ vậy hay là ok ha. Mã số 21 và 17 giá 320.000 đó chú chị. Cho em dòng nữa đi. Để đặt hết trơn luôn ha. Qua cả đế luôn. 320. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 22, chiều cao là 1m2 của chú anh chị. Con này cũng đẹp nha của chú anh chị. Cái hoành của nó là 16 hoành, giá 350.000 của chú anh chị. Thay cành cũng đều ha. Thay cành cái này là chơi được whip rồi. Bây giờ chú nhìn thấy nó trống thưa không? Thật sự không phải đâu, tại này em đã tỉa chét hết rồi. Nhìn thấy nó còn chỉ có xương cành lớn thôi. Mỗi một tay cành cách nhau có nhiêu đây nè, về là quá dữ rồi hả quý vị. Quá khích rồi. Cái cổ đế đẹp quá chứ anh chị mình đây. 350.000 16 quanh. Rồi, 350 cho quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã số 23, 20 quanh của chú anh chị. Cây này đẹp lắm chú anh chị. 23 ha. 20 quanh, giá 420.000. Cái này co đẹp, đế đẹp, quanh lớn. Xương cành đặt hết trơn luôn. 420.000 của chú anh chị mình đây. Đây, để cái này chiều cao 1m3 nha chú anh chị. Cái lực ha. Gom kính nè. Cái bự bự không? Mà co đẹp lắm nha quý anh chị. Nè. 420 ha. 420 nhìn cái co nhìn xa xa đẹp không quý anh chị? Co nhìn độc lắm nha. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây. Tiếp tục mã số 24. 24 này chiều cao nó 1m3 quý anh chị. Rồi, tầm 1m3. Cái hoành 19, giá 350.000. Xương cành là ok la của chú anh em đây. Tại cành đặt kẹo luôn ha. Tại cành là ok luôn. Đó quay rất là chậm luôn cho chú anh em mình tham khảo ha. Đó, còn đế thì co rất là đẹp luôn. Co này lên hoành 30 cái là thứ gì chịu nổi luôn. Đấy luôn á. 350.000. Mã số 24 hoành 19. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 25.
Hoành 16, cao 1m1. Cao mét. Cao mét thôi cô chú anh chị mình ơi. Cao này chắc mét trở lại thôi nhưng quý vị. Mét à. Hơn nha. Hoành 16 giá 300. Đó, cô chú anh chị nào yêu thích cái co ngắn, xương cành thoát thân thấp, tàng lùng xe. Lực, tàng xe thì chốt cái này. Đế đẹp, co đẹp, thoát thân thì ngắn luôn nha. Giá 300 ha. Giá 300 ngàn bao ship tới ngõ luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục, một em co lắc nhẹ. Mã số 26 hoành 17. Cao nó 1m1 của chú chị. Này. Đây lấy cái gì? Cái con cục đá chứ bạn. Cục. Là cho nó đúng cái xà dáng nó cái hàng. Đó, dáng nó đúng vậy là có cho giùm đây, đẹp không? Cái này đều luôn ha. Cao này 1m2. À, mã số 26 hoành 17, giá 300.000đ chú chị. Chỉ có 300.000đ thôi mà sao hữu được cái mai co lắc đẹp của chú chị. Cái con này của chú anh chị mình nuôi lên hoành 30 là nó đẹp lắm nha chú anh chị. Đế đẹp luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên cây mới luôn. Lên cây mới luôn, lên cây VIP luôn. Lên cây VIP. Rồi mã số 27 ha. Mã số 27. Hoành 21 giá 450. Tại cành đặt kẹo nha quý vị. Đặt từ đỉnh xuống cái góc luôn nha. Co đẹp, đế đẹp. Cái này cô chú mình bỏ ra 450.000 là không xứng đáng đồng tiền nữa chứ anh chị, chứ không có mắc mỏ gì đâu. À, tay cành đặt gì nè. Co đẹp luôn. Nữa, ha. Ừ. Co ngắn tay cành đẹp đế nè, đế gom luôn. Quá đẹp nha cô chú anh chị. 450 ha. 450.000, mã số 27 hoành 21 anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên tiếp tục mã số 28 hoành 18 giá 350.000. Hồi cái này cái co đẹp quá vậy. Tay cành lực lực không? Tay cành lực. Hoành 18 luôn, giá 350.000 cô chú anh chị. Cái này cao có 1m3. Cái này sao lên một xây nhìn cái co đẹp dữ ta. Rồi giá 350 ha. 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục một em đế quá quá cỡ đế. Mã số 29 hoành 19. Giá 350.000 luôn, cao 1m1 cô chú anh chị. Cái này là em cắt đọt nó hơi ngắn ha. Quá đẹp. Đế ha. Quá cỡ đế mà. Thân của chị. Đế gì đục kề quá ha. Đế gì là đẹp mà cô chú anh chị đây. Rồi, giá là 350 quý vị. Co đẹp mà đế đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên mã số cuối cùng của chú chị. Mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Cái này thì mã số 40. Cái này cao cỡ 1m3 của chú chị. Số 30 nha quý vị. Số 30. Hoành 17 giá 300. Ủa cái này giá 300 đẹp của chú chị. Nó đẹp không? Quá cỡ đẹp luôn ha. Rồi để đây. Chỉ có 300.000 ha. 300.000 quý vị. Mã số 30 nha quý vị. Mã số 30. Cái này cũng là cái clip ha. Clip em thì cũng rất mong cô chú anh chị mình vào clip xem, ưng ý hợp nhãn thì alo cho em cô chú anh chị, còn không mình đợi những cái clip kế tiếp ha. Cảm thấy ưng ý hợp nhãn thì alo cho em cô chú anh chị. Rồi em thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip sau ha.